Mọi người, gia đình mình chào mọi người. Hôm nay có ăn nữa mọi người ơi. Mua gì Vũ? Tôm hùm. Đâu coi. Ừ. Nè. Hai con tôm hùm. Cái này không anh rể mình mua nữa mọi người. Thấy thằng này nó thèm ăn rồi anh rể mình mua. Đây hai con nha mọi người, cầm lên nè. Mấy con? Hai con. Đây hai con. Đây em rể mình có hai con nữa mọi người. Đây là 4 con. Lấy lên ơi, lấy hết ra. Vũ hai con hả? Lấy hết ra. Ở đây ký nhiêu ký, 600 mấy trăm Vũ? 720 ngàn mọi người. 720 ngàn. Cầm hết ra luôn ơi. Đây yeah. Đây mình cầm hai con nè mọi người. Lắc chụp hình rồi hợp đồng vô nha. Đó đây hai con nữa. Tổng cộng luôn hả? Đó thì đây tí nữa không biết làm món gì nha mọi người, mình review quá. Tại vì mình đây là mua nha mọi người. Em rể mình mới đi mua về với nè. Đây được. Mình này tổng cộng có 6 con, cầm gom lại coi. À rồi tí nữa mình lên, mỗi lần chị mình làm mình review cho mọi người coi nha. Hồi nãy anh rể mình với anh em rể mình mua về nè mọi người. Mày mình rể mua tôm hùm đây một ký gần ký 8. Gần ký 8 nha mọi người. À là một ký 8 này là tương đương 6 con, gần ký 8. Đây 6 con thử lắm nha mọi người. Đó nhưng mà không biết lần đầu tiên trên mạng rồi thấy người ta ăn rồi thằng cháu nó thèm rồi ông anh nó đi mua luôn nha mọi người. Còn tí nữa rồi bà chị mình làm hết làm món gì rồi mình quay tiếp nha mọi người. Rửa tôm này, cuộn tôm nó sống nè, nó ngoe nè. Rửa tôm này mình hấp đó cả nhà ơi, không biết ấy nãy giờ mình đi hấp. Hấp cho người ta ăn. Ừ, trời nó còn sống, ngày nó nằm ghê. Cái đông sợ. Còn mà cho nó sợ tao có nhiều. Hết rồi. Không biết hết rồi. Gì dạ? Chắc không hết rồi. Hết, chắc hết. Đâu còn. Đủ. Xong chưa? Xong mình hấp lên cả nhà ơi. Ôi trời ơi, nó sống nó nguyên nguyên. Bỏ mấy con bự dưới trước. Cái tôm này mình hấp đi, lát thôi. Tôm này em gọi tôm càng gì ta? Tôm hùm bông. Tôm hùm bông nha mọi người. Tôm hùm bông, trời ơi trời cả nhà ơi. Anh trai mình nó đòi ăn. Ăn muốn đứt ruột, đứt gan luôn trời. Mắc quá, ăn không nổi. Chứ thấy, không gì chứ. Nó thấy nó coi trên mạng, nó thấy người ta ăn nó thèm mọi người. Trời ơi trời, nó mắc cũng chết luôn. Bà chị ráng mượn tiền góp, tiền sách thì mua cho nó thôi. Em mới đi mượn tiền người ta mua cho nó. Ừ chứ, không lẽ ăn không không, không phải ăn mừng con trai hả? Ăn mừng con trai hả? Cái nồi nó bự lắm nè, 6 con nè mọi người. Cái nồi này bự lắm à. Gan khơi gan. Gan tay mình. Gan gửi. Mà cái lọc nó sâu lắm nha mọi người. Bây giờ mình đậy nắp lại cả nhà ơi. Phải lắp cái nhà cho nó chín. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cái nồi này mình lấy giờ bước mình luộc cái cá tiếng đồng hồ rồi đó. Đây chín đây là cái nhà, tắt bếp ra cả nhà. Rồi gấp ra. Ui sợ. Cái này lần đầu tiên gia đình mình ăn luôn mọi người. Chi phí cũng hơi cao nha mọi người. Mọi người xem nhớ ủng hộ gia đình mình nghe. Sao mình có tiền mà tiếp à? Ôi xưa. Ở đây hồi chiều thằng em mình có mua mấy con cua nữa cả nhà. Cua này cua gạch nha. Cua gạch. Cháu có đòi ăn cua gạch. Mình đã luộc xong rồi, để mình cắt thử. Cắt cây gì nè. Đồ nóng quá. Đồ nóng quá.
Gia đình mình lần đầu ăn không biết làm nhưng mà không biết cắt nha mọi người. Mọi người xem thông cảm cho mình nha. Nóng quá. Thôi nay mày không bẻ đầu hả chứ hả? Ui, chỗ này đó nha. Thịt nhiều lắm nha mọi người, ngon lắm á. Nè, su, trong su nha con nè. Bỏ đâu? Con ăn trước đi, ăn đi. Bỏ cái đầu đi, cắt cái đầu con thấy. Cắt cái que chứ là thấy cái gầu. Cô review trước đi. Ờ, mời cả nhà nha. Thử ăn cảm giác là sao? Hồi đó về chứ. Nóng quá. Ui, gạch này cả nhà. Ui nè. Đầu cũng thịt không nha. Để ngửi á. Rồi ngoài cái nhà miếng tôm hùm bông nha. Chấm nữa là cảm giác sao thèm ăn đi. Phần thịt nó nói nhìn đây nè. Phần thịt nó dai, nó như thịt gà vậy mà có sợi sợi nè, mà nó dai lắm. Ngọt không? Ngọt. Thịt tôm sống mà. Ngọt ngọt. Nó giống như tôm của mình không? Khác, ăn nó ngon hơn. Thịt nó có sớ 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 nè cậu. Có sớ sớ nè. Có nó sớ 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 nè. Ui nóng quá. Và ngon lắm. Trời ơi, nó rồi ăn cái nhà tôm này nó mất. Nó muốn xỉu. Nè, ui này nó ngon. Làm ngon được không? Được quá. Để đi ngượng miếng ăn cho biết cả nhà ơi. Tôm này ở nhà hồi đó giờ chưa ai ăn hết trơn, chưa biết. Ăn thử ra cho biết, con mình nó đòi ăn nè. Thì ngon thiệt không? Con thử thôi nè, ăn cho biết thấy nè. Biết. Đứng sao? Đứng cho tao nấu. Chào mọi người. Cái đầu nó đây nè. Cái đầu nó thịt không tới đây nè. Tắt cái đầu ra. Đầu người đến tắt cái đầu luôn. Cắt trong mạnh nữa con. Đầu nó thịt không nè. Anh Vũ lên. Để đây đi. Nóng quá. Cho bà già ăn, tắt ra cho bà già mình miếng. Ui trời ơi, rút ra quyển đầu luôn. Ôi, cắt như là nôn nôn. Con được tắt, con tắt ra đi. Đây nè, con rút ra này không ăn được rồi nè. Đó. Từ chưa từ. Qua đây nè, qua đây nè. Ui à. Con lấy ra, con đứng gì. Thôi ngắn quá. Này mình mua cho nhà ăn người ăn miếng cho biết thôi đó nha. Ngon thiệt, ngon. Còn ngọt kia ăn nha. Mỗi đầu nó bán không ngon. Nó lấy đâu chi mấy con này. Thì thấy cái con kia đỏ. Con này mắt thôi là cao luôn á. Tới cái càng đỏ. Đúng rồi, cái con mà cái đầu nó không có đâu. Nó bự như nè. Còn nãy là mình cái này con cua nha cả nhà. Cua gạch nè, cua gạch son. Hồi nãy thằng em rể mình nó mua cho thằng cháu nó ăn. Và mình không có mua cái này là mình mấy mình tập sẵn tách cho cả nhà coi luôn nè. Cua gạch son. Cua nè, cả nhà thấy cua gạch son nè. Quá trời gạch luôn. Nó lấy càng nó ăn hết trơn rồi. Bẻ đôi rồi. Đây nè, bẻ tách cái này ra cho cả nhà coi. Đây, gạch xong cái này nè. Quá trời ăn. Quá trời ăn mày gạch mày giờ lấy cái này nè. Nó sợ luôn. Đưa chấm cho cả nhà coi. Tại vì nãy em xả mua ba con ấy thôi. Thịt nó ngon. Mà phần mình nó ngon không? Gạch cua quá thì gạch luôn. Ngon quá. Cua gạch nó dục. Ăn được. Gạch bắt đầu. Ăn gạch nãy rồi. Ăn nào? Ăn miếng gạch nãy rồi. Ăn một gạch luôn. Thử cho mới mua rồi. Cắt gì? 350 ký á. Ăn chê hết nửa ký rồi. Bà nội kia ham ăn dính tùm lum la bà đó ăn. Nó tôm thịt nhiều quá cũng ngán á. Bà ngon quá. Thịt nhiều quá thịt ngon thiệt. Dài nha. Sao nó dài. Tôm, cái tôm thịt nó ngọt không? Ngọt. Cái que ăn được là cu. Không được mình lấy vào ăn mà. Su qua ngồi với tôi mập. Xuống đi con. Ngồi qua tôi mập. Cái gai nữa tâm đau thiệt.
nước nó hết con chị tắm nữa nổi không? Để chi rồi bóc kìa. Rồi, đúng không? Rửa qua cho để nó nhậu. Để nhậu. Thì mình mua nãy là 6 con hả thầy? 6 con. 6 con. 6 con tương đương với 1 kg 8 hồi nãy mình cân đó mọi người. 6 con thì mình cho người ăn miếng miếng cả nhà mình cho biết cho thôi cả nhà. Dài ngon. Dài thôi à. Qua khỏi con chân này mua cho 1 kg ăn. Thì hồi nãy mình cân là như 1 kg 8 đó. Thì 1 kg nó bày 700 mấy đó mọi người, 720. Anh rể mình với em rể nó mua 720. Nhưng mà tính ra cũng phải cái này 6 con này tương đương lên 1 triệu mấy nha mọi người. Hơi cao với mấy thêm mấy con cua gạch nữa. Mấy triệu mấy mà cua gạch này là nãy nó mua 1 kg 350. 2 kg 700 cả nhà. Cua này là giá rồi ăn nó mình mua nãy mình không có được rồi, bé cạn nó hết rồi. Mình không có nó có review cho cả nhà coi. Cua này bị bệnh nè. Mà tôm này thì ngon thiệt. Đúng là tiền nào của đó thiệt ha. Không. Có phần đầu cái thịt nó ăn khác phần phần này nha, phần mình của nó. Thịt đó, cái thịt bằng đầu nó mềm hơn. Cái clip gia đình mình chắc clip này xong rồi rau bắn sen mọi người. Chi phí dạo này nó không hâm hụt. Trời, cái nhà đồ ăn tôm càng không. Cua gặp tôm càng. Cái thằng mắt kiến đó mọi người nó thấy lên coi lên mạng nó thấy người ta ăn nó thèm đó mọi người. Thì bà chị mình thì cũng không có tiền. Chắc cầm đồ hay là mượn tiền góp gì đó. Còn quá. Ăn một ngày mai là mẹ cho ăn cơm với cá thôi nha. Ăn mì gói. Rồi là mời bạn thêm hơn. Ăn cơm chưa? Nha. Rồi rồi. Ăn rồi đó. Ăn miếng muối này nha. Ăn miếng. Đó. Mày rất chơi với anh Vũ. Em cay à. Rồi mời cô chú các bạn nha. Mãn nguyện chưa? Giờ con thử qua chấm muối xanh nha. À, muối xanh nè. Cua này nhạt quá trời. Cắt cái đầu rồi đây. Chấm với ớt thanh ngon không? Ừ, đúng ta. Cái đầu này nó rút ra trên này, rút cái trên. Ủa, nhớ con nào mà cái đầu gạch không nè. Ít cà. Nè, cái này cũng gạch nè. Nè, thịt không nữa không nè. Gạch cái gì bốn con hai con rồi bốn con bác cho ba mẹ ba nhậu xin uống cái này mấy ăn cái đầu này ăn mà đi mua chu được như vậy cua không con là nó chu con phải không con con hả ăn hai lần con rồi ăn cua đi ăn miếng cua đi coi con chiều cho ba Vũ với bác chờ ba cua cá đi. Bữa nào chín chín sớm chín mua cho con nữa. Tất cả cỡ này cả nhà. Tôi trộn cái này. Gạch thịt không luôn á. Mẹ cho thằng quay phim nó vậy nó thèm dữ rồi cả nhà ơi, cho nó ăn miếng này nó thèm dữ rồi, nó chảy nước miếng này xè xè. Hôm nay mình mời mọi người nha, tại vì nãy mình bận quay phim không vô được mọi người. Em mời mọi người. Tôm hùm với gia đình mình nha. Hôm nay mình trồng cái đầu con tôm mình cứ vui lắm đó. Cái sao lần đầu tiên. Mời mọi người nha. Mình cầm đi cắt luôn. Trời ơi, đậu, thấy môi ăn ngon hơn. Múc cái này nè, mấy cái tay múc. Ồ, cắn luôn. Nói chung nó cũng ngon quá trời. Ngon. Ngon lắm mọi người, ngon mà nó ngọt. Hèn chi ta ăn cái này ta ăn mà người ấy đúng không? Nó gai cái này rồi sao tóc hả? Cho hàng tráng uống một tí. Lúc lần đầu tiên rút được nguyên cục thanh nha luôn à. Đầu gạch thịt không á. 7,7 ngàn ký mà không thật. Cái này á thì gia đình mình mua á rồi ăn ít người chứ mà ăn đã mà nhà mình ăn tùy chịu nổi, tùy chịu hơn người. 7,7 ngàn ký. Thịt nó gặp thứ nhất là gặp, thứ hai nữa là thịt rất là nhiều. Cái đầu thịt quá trời. Cái giống giống như thịt cua luôn á. Dai nè. Ừ, dai ngọt ngọt cũng ngon á. Mỗi phần mỗi khác nè. Ngọt rồi. Ngọt. Cô ăn xong bỏ vỏ vô mâm luôn. Bỏ đâu? Con để con cách cái này nè.
chưa là mình ăn, là ăn xong lát chưa cho hai ông xã mình đi lên em dễ nó mới nhậu ăn cho nó biết. Ăn lấy vậy thôi, ăn mấy vị là chết luôn á. Dạ, còn chế nó vô mất rồi. Đây, ăn miếng đây nè. Đưa cái con nha thầy kìa. Đưa con nè, thầy nói bạn mình kia này ăn mình đi. Ừ, ăn cho biết. Đây, giờ tới mình ăn cái mình tôm hộp nha mọi người. Bắt làm sao chứ mình hồi đó giờ coi trên mạng thôi chứ mình cũng chưa biết bắt cua con này. À, tôm. Ăn cái gạch đây như này, ngủ luôn với anh nè. Biết cái đồng vũ biết ăn á. Mời mọi người nha. Đây, đây mình chấm miếng muối ớt mọi người. Muối tươi chưa, muối ớt chanh nè. Mời mọi người nha. Mình chua ăn đậu tí nha thương nè. Chua bên ghế à. Cái hạt nó ngọt, nó dai lắm mọi người. Đó. Ngọt. Ngọt. Dạ, thì clip gia đình mình tới đây kết thúc cho mọi người. Tại vì mấy con này để cho những người sau ăn nữa, mấy anh mình với em mình ăn nữa. Thì clip gia đình mình đến đây kết thúc. Chúc mọi người mình vui vẻ, nhớ xem clip hay và nhớ đăng ký gia đình mình cho gia đình một like. Bye bye. Bye bye cả nhà. Nhớ ủng hộ gia đình mình nghe.